Chiều nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đơn vị quận Cẩm Lệ, gồm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các ông bà Đinh Vui, Trần Tuấn Lợi và Nguyễn Thị Anh Thảo có chương trình tiếp xúc cử tri phường Hòa Xuân trước kỳ họp giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua ngày báo cáo về dự kiến nội dung chương trình của kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố cùng các kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước, cử tri phường Hòa Xuân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của các đại biểu dân cử trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh trên địa bàn phường. Thì điều kiện hiện nay thành phố Đà Nẵng đã có quy hoạch xây dựng các đường liên cấp 1-2 tại khu đất có vị trí giáp các đường và thí dụ đường Cát Linh, đường Nguyễn Văn Long, đường Phạm Chu Chố. Và kiến nghị thành phố quan tâm sớm triển khai đầu tư xây dựng nhằm cải tạo, giảm tải áp học sinh tại các trường tiểu học Trạng Quân Dư, giao cho học sinh là tăng cơ hàng năm là khu vực rất là lớn. Cái thứ hai nữa là khu vực cầu Điều Tiết, khu A mở rộng đã được đầu tư khu công viên nhà ở thì cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên cũng báo cáo là các vị thì cái vỉa hè xung quanh khu công viên chưa được cải tạo, có cây mọc ung tùm, hàng năm phải có các nhiều kinh phí cho việc cắt cỏ dọn sân của trường. Ủy ban nhân dân phường Hòa Xuân đã phối hợp với phòng quản lý đô thị quận Cẩm Lệ khảo sát và tổng cộng được 6 địa điểm để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng ở trên địa bàn phường Hòa Xuân và đã có kết luận của ủy ban nhân dân thành phố. Nhưng đến giờ phút này ủy ban phố vẫn chưa có phê duyệt. Tôi đề nghị là thành phố sớm phê duyệt và triển khai dựng. Hiện tại là cá nhân tôi đã tổ chức của nhân dân phố là sinh hoạt cộng đồng. Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến cử tri, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thông tin, làm rõ thêm về một số vấn đề cử tri kiến nghị, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sẽ được thành phố, địa phương và các đơn vị liên quan chú trọng, phối hợp triển khai thực hiện để đảm bảo chất lượng cho đời sống nhân dân. Trong đó nổi bật là các vấn đề về các nhà sinh hoạt cộng đồng, tình trạng thiếu trường học trên địa bàn. Phải đầu tư, phải có chỗ để mà tuyên truyền phổ biến những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân và để tổ chức những cái sinh hoạt trong nhân dân cho đầy đủ thì thành phố cũng sẽ quyết tâm làm cái việc này. Cho nên là mới có xây dựng một cái đề án tổng thể về trang bị nhà sinh hoạt cộng đồng cho tất cả các địa phương trên toàn địa bàn thành phố thì mới rà soát lại. Thì tôi nắm chắc cái số liệu như thế. Như ví dụ như Cẩm Lệ là sẽ có 120 cái nhà sinh hoạt cộng đồng và có thể nhiều hơn nếu cần thiết như vậy. Thì cái này là cũng đã có kế hoạch rồi, Cẩm Lệ đã có rồi thì tôi tin chắc và tôi cũng sẽ đôn đốc là từ đây đến cuối tháng sẽ phê duyệt cái đề án của Cẩm Lệ để mà bố trí vốn cho các đồng chí tổ chức triển khai. Theo báo cáo như thế là Hòa Xuân có thêm 7 cái nữa hả? Thì cái này đề nghị quận phường là đeo bám để mà bố trí. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị địa phương và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị của cử tri, các đơn vị liên quan tập trung các giải pháp xử lý triệt để các vấn đề trong thẩm quyền và thông báo kết quả cho cử tri theo quy định.